Rồi nhà vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 943. 943 là một cây cẩm thị tông cao công trình luôn nha. Mình còn 3 cây. Thì mình sẽ nói chi tiết từng cây nha. Rồi nếu mà mình chốt luôn 3 cây thì mình có cái mức fix 3 cây. Còn mình giao lưu lẻ từng cây thì sẽ có từng cây. Rồi cây này có hoành là 58, cây cao là 210. Đế này, đế khá là đẹp. Cây này mình xin giao lưu là 3.000k bao ship luôn nha. Dọn vườn luôn. Tông cao thiên nhiên. Đây nè. 3.000k bao ship. Cẩm thị tông cao thiên nhiên luôn nha. Nếu được thì mình chốt 3 cây về mình làm trang trí sân vườn luôn. Cây nào cũng có đế ok luôn nha. Rồi sơn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 944. 944 là một cây cẩm thị tông cao. Cây này khá cao nha. Cây này cái hoành gốc là 67, cây cao là 230. Cao lên kia luôn. Cây này mình xin giao lưu là 3.500k bao ship luôn nha. Mình còn 3 cây. Nếu mình chốt 3 cây thì mình sẽ có cái mức fit nhẹ hơn. 3.500k bao ship. Tông cao thiên nhiên. Cái cây ở giữa nha. Cây 944 là cây ở giữa. Cây đế trải luôn. Bay qua kia. Rồi sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi, xin giao lưu kế tiếp có mã số là 945. 945 là một cây cẩm thị tông cao hai thân chung cốt luôn nha. Đây, cây này nó cao tới đây. Còn lên đây nó lên form thiên nhiên. Lên trên này. Cây này trực thiên nhiên luôn nha. Tổng hoành là 73, cây cao là 190. Cây này nhà vừa xin giao lưu là 3.200k bao ship luôn nha. Tông cao thiên nhiên. 3.200k bao ship. Rồi nếu mà mình còn 3 cây thì ai chốt 3 cây về mình trang trí xong vườn thì mình sẽ áp cái mức fit luôn nha. Cây này là hai thân. Lên trên này nó có xỏ thiên nhiên. Mấy cây cao này mà mình mà làm chịu khó mình tạo tán là thôi rồi luôn nha. Rất là đẹp. ₩3.200k bao ship. Rồi sơn xin qua cây này luôn. Rồi mình còn 3 cây này nha. Nếu cả nhà ưng ý thì mình fit luôn nha. Rồi sơn thân chào và hẹn gặp lại nhưng mình ở video gần nhất luôn.